Chào mừng đến với căn hàng đêm 001 của chỗ ứng dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai rồi ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Đây rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm cháy sốt hải sản và pate Hải Phòng nha. Đây, đây chính là pate Hải Phòng trong truyền thuyết. Còn này là sốt hải sản. Để tôi bày biện lại xíu cho mọi người nhìn cho dễ. Chút cơm cháy ra đĩa nha. Nhìn mấy miếng cơm cháy thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Vàng nhạt chứ không bị chuyển nâu. Cơm lại còn hơi ấm ấm kiểu mới chiên xong á. Mọi người có nghe thấy tiếng cơm giòn rụm trong miệng tôi không? Người ta còn cho cả gói tương ớt bắc nữa nè. Nhưng tôi không ăn được tương ớt bắc á. Tôi sẽ ăn thử cơm cháy với pate Hải Phòng trước nha. Pate rất thơm và mềm mượt, nên chét lên cơm rất là đều. Ngon quá. Pate béo ngậy, thơm phức, lại có chút mặn nhẹ, cực kỳ hợp với cơm cháy giòn giòn. Trong miệng tôi lúc này kiểu trong mềm có giòn có mềm, trong béo có bùi, trong bùi có béo. Đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Đây cũng là lần đầu tôi ăn pate Hải Phòng luôn. Hẹn gì có một chảo pate nào hấp trần trần trong các group cơm nhà. Giờ thử phần sốt hải sản nha. Này ăn sao ta? Miếng cơm cháy, một muỗng sốt. Sốt này cũng vừa ăn. Kiểu như hải sản xào mà hay ăn với cơm á, nên là cũng khá ngon. Nhưng tôi thích ăn với pate Hải Phòng hơn nha. Có chút mỡ mỡ rất là ngậy. Giờ tôi sẽ thử ăn với gói tương ớt người ta bỏ kèm theo. Quét thật nhiều pate lên cơm cháy. Xịt tương ớt lên, có chút cay sẽ đỡ ngán hơn. Thử rưới sốt hải sản ngập ngụ lên cơm cháy xem sao. Trong này có tôm, có mực, có nấm và rau củ các loại nữa. Miếng cơm cháy ngấm sốt mềm mềm, có vẻ hơi quen quen. Ăn vậy thì giống kiểu cơm cháy nội địa Trung mà bữa trước tôi ăn á. Tính ra kiểu sốt sốt này cũng khá dễ ăn, mọi người nên thử nha. Tôi nghĩ là chắc tôi sẽ không ăn hết hộp pate này, vì mỗi lần check ít ít thì cũng đã đủ ăn rồi á. Giờ sẽ thử kết hợp pate và hải sản cùng một lúc. Ha ha, không có cảm nhận gì đặc biệt cho lắm, cũng ngon y như khi ăn pate riêng. Nhưng có thêm nhiều tấp bên hải sản thì cũng có miệng. Tôi cực kỳ thích mấy món ấy thì nấm giống vậy, đặc biệt là nấm đông cô á. Pha nồi luôn phần sốt hải sản này nha. Ngâm vô cho cơm hơi mềm mềm. Tôi ăn xong. Kết hợp pate Hải Phòng lại để mai ăn sáng với bánh mì nha. Dọn dẹp nào, chúc mọi người ngủ ngon. Chào mừng đến với căn cứ hàng đêm 001 của tụi anh Dũng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai rồi ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay hãy cùng ăn mì hào Hàn Quốc nha. Đây là banh chan kim chi ăn kèm. Pha một ly gì đó uống nha. Để tôi mì qua đây xíu. Vẫn là gói trà sữa quen thuộc nè. Này thì tôi khỏi cần giới thiệu lại nha. Nước nóng vô, quậy đều. Thêm đá. Rồi xong, ăn thôi. Mọi người hãy nhìn con hào ú nu này đi. Chắc là nó cũng hay ăn đêm giống tôi nên mới mẩm mỉm vậy nè. Giờ tôi sẽ đảo mì và xắn nhỏ cái trứng ra. Cái trứng này hơi bị chín rồi. Tôi thì thích ăn trứng lòng đào hơn. Thêm một ít kim chi vào. Sợi mì Hàn Quốc trơm mềm, con hào thì vẫn còn mọng nước béo mềm. Hào rất tươi với kiểu người ta nấu không quá chín, nên là khi ăn có mùi hơi nồng một xíu. Bạn nào mà không quen ăn hào sống thì nhớ dặn quán nấu chín kỹ nha. Húp miếng nước dùng. Nước thanh ngọt chứ không phải kiểu nước chua cay nha các bro. Món này là kiểu tập trung vào sự thanh ngọt tươi mới á. Quán còn cho tôi cả một hộp cơm, vì người Hàn hay có thói quen là ăn hết sợi mì thì sẽ bỏ thêm cơm vào trong nước súp á. Nhưng mà phần này nhiều quá nhiều đi. Sức ăn quân đội của tôi cũng chỉ ăn nổi mì chứ không nổi cơm nha. Uống miếng trà sữa. Quán này tôi thấy bán khá nhiều món truyền thống Hàn Quốc lạ lạ, như là thịt heo luộc cuộn rau cải, hào cuộn rau, thịt ba rọi rút xương hầm, thịt heo chiên xù sốt cà ri.
mọi người đã ngán mấy món canh kim chi hay là cơm cuộn quen thuộc thì có thể ghé qua thử nha. Nào quá nào. Nào kiểu chỉ có thể lăn ra khỏi đây thôi á mọi người. Ha ha. Để tôi hít một hơi thật sâu cho mì hào tiêu hóa hết. Chúc mọi người cũng ăn no cành hông như tôi nha. Bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của Tiểu Ăn Vụng tôi nha.